Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Nóng 24 giờ. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn được chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Và sau đây mời các bạn cùng theo dõi bản tin. Vì sao nhiều triệu phú, tỷ phú Trung Quốc rời bỏ quê hương đến Mỹ? Ít nhất 5 tỷ phú đô la đã rút tài sản ra khỏi Trung Quốc, trong khi khoảng 30% triệu phú muốn rời nước này. Mua bất động sản ở Mỹ, Anh hay Canada là cách nhà giàu Trung Quốc ưa chọn để chuyển tài sản ra nước ngoài. Theo CNBC, khảo sát của Viện Nghiên cứu Hurun, Thượng Hải cho thấy hơn 30% doanh nhân giàu có tại Trung Quốc muốn tháo chạy khỏi quê hương để định cư tại nước ngoài. Cuộc khảo sát được thực hiện với 224 đại gia Trung Quốc sở hữu tài sản trung bình 4,5 triệu đô la. Đa số cho biết muốn ra nước ngoài để đảm bảo chất lượng giáo dục cho con em, đồng thời muốn thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm ở các thành phố Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng muốn bảo vệ khối tài sản khổng lồ của mình. Mỹ vẫn là địa điểm di cư ưa thích của nhà giàu Trung Quốc, xếp sau là Anh, Ireland và Canada. Với các đại gia Trung Quốc, hệ thống giáo dục phát triển, bầu không khí trong lành, thực phẩm sạch là những ưu điểm vượt trội của nước Mỹ so với quê hương. Chính sách giảm thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng thu hút nhà đầu tư Trung Quốc. Mua bất động sản ở Mỹ, Anh hay Canada là cách nhà giàu Trung Quốc ưa chuộng để chuyển tài sản ra nước ngoài. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hurun cho biết, các đại gia Trung Quốc chi trung bình 800.000 đô la để mua mỗi ngôi nhà ở nước ngoài. Los Angeles, bang California, Mỹ là thành phố các đại gia Trung Quốc đổ rất nhiều tiền vào bất động sản. Đứng sau là New York, Boston và San Francisco, đều tại Mỹ. Đây là năm thứ tư liên tiếp Los Angeles đứng đầu danh sách này. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, việc 30% nhà giàu Trung Quốc muốn rời quê hương đồng nghĩa với việc rất nhiều tiền chảy khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm 2019, Trung Quốc có 658 tỷ phú đô la, nhiều hơn Mỹ. Bất chấp thường chiến, số tỷ phú ở Trung Quốc vẫn tăng. Báo cáo tháng 2 của Hurun chỉ ra rằng Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan, có thêm 182 tỷ phú trong một năm qua. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ghi nhận có 5 tỷ phú đô la người Trung Quốc đã chuyển phần lớn tài sản ra nước ngoài. Đầu tiên phải kể đến tỷ phú Zhang Yong, người sáng lập chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao. Ông trở thành công dân Singapore hồi năm ngoái và lập tức chiếm vị trí dẫn đầu danh sách 50 người giàu nhất đảo quốc sư tử, theo Forbes Asia. Đã từng có thời điểm tổng tài sản của ông Zhang tăng lên đến 16 tỷ đô la. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá cổ phiếu Haidilao giảm mạnh, đẩy tổng tài sản tỷ phú lẩu xuống 14,5 tỷ đô la. Tỷ phú Hoàng Xiangmo, CEO hãng bất động sản Yuhu Group, chuyển tới sinh sống ở Australia từ năm 2011. Dù vậy, cuộc sống của ông Hoàng tại đây khá sóng gió. Tháng 9 năm 2019, chính phủ Australia đóng băng tài sản của ông do nợ thuế 84 triệu đô la. Cùng thời điểm đó, ông Hoàng mua một căn nhà ở Hồng Kông với giá 67 triệu đô la. Sau đó, nhà chức trách Australia chặn đơn xin nhập tịch của ông Hoàng vì quan ngại can thiệp chính trị và trốn thuế. Ước tính ông Hoàng sở hữu hơn 1 tỷ đô la. Người thứ ba trong nhóm 5 đại gia tháo chạy là Chen Mailin, từng là một nông dân chăn vịt. Ông gây xôn xao dư luận khi mua một biệt thự với giá 40 triệu đô la ở Vancouver hồi năm 2015. Đó là căn nhà đắt nhất trong lịch sử thị trường bất động sản Canada. Trong khi đó, nữ tỷ phú Zhang Jin, chủ tịch Night Dragon Paper Holding, chuyển đến sinh sống tại Mỹ. Bà kiếm bộn tiền từ việc xuất khẩu rác thải từ giấy sang Trung Quốc và xử lý tại đó. Nữ hoàng rác thải Trung Quốc hiện sở hữu khối tài sản 1,4 tỷ đô la. Cuối cùng là Chiong Chung Kyu, người sáng lập hãng bất động sản Yugang International. Quê ở Trùng Khánh, ông Chiong kinh doanh tại Hồng Kông và hồi tháng 1 mua một dinh thự ở London, Anh với giá 258 triệu đô la. Đây là căn nhà đắt nhất tại Anh. Ngoài ra, ông còn sở hữu một tòa cao ốc giá 1,46 tỷ đô la ở thủ đô London của Anh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin. Nếu
thấy hay, hãy like, share và nhấn nút đăng ký ở góc phải màn hình để ủng hộ kênh và cập nhật những tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.